danh sách cho nha. Thôi khỏi. Trưa nay dắt làm đi ăn được không? Được rồi. Anh Giang. Anh khỏe không? Chào em. Chà, hôm nay anh mặc cái áo này đẹp quá ta. Vậy hả? Anh thấy bình thường thôi mà. Ê, em nó khen bận áo đẹp kìa. Chiều dẫn nó đi ăn chè đi nha. Vậy chiều nay anh dắt em đi ăn chè nha. Chiều nay anh bận rồi, bữa khác nha. Anh Giang, dạo này thấy anh đen quá ha. Vậy hả? Vậy mà anh tưởng anh trắng ra chứ. Đâu có. Chào mọi người. Ủa, công chúa của mình về rồi hả ta? Trời ơi, chị chồng em hoài à. Em mà công chúa gì? Rồi đi mùa hè xanh, có chàng nào theo không? Có, quá trời chàng luôn. Em đem về cho mọi người một đống chàng luôn nè. Lại đây. Nè, nè chị. Nè, cái đấy tự nhiên. Nè, chị có rồi nè. Nè, em có nghe nói là công ty mình có một phó tổng giám đốc mới tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở Úc về chưa? Dạ chị. Ừ. Vậy thì cũng đâu có gì lạ đâu. Có mới chết. Ông đã coi toàn bộ bộ sưu tập của em rồi. Vậy là ông chê em thiết kế hả chị? Chị chọc em phải không? Alo, anh Sen hả? Trời ơi, khỏe không? Dạo này sao rồi? Cái gì? Về Việt Nam rồi hả? Sao không chịu nói bạn bè ra đón? Bí mật. Cả tháng rồi hả? Được rồi, được rồi. Về hẹn ở đâu? Vậy bây giờ anh Sen ra trước đi, rồi Giang cho sao ha? Thôi, hay là để Giang qua đón xe nha. Được rồi, ok ok. Anh Sen. Khỏe không? Em sao rồi? Cũng khỏe, càng ngày thấy càng đẹp ra đó. Chờ lâu chưa? Cũng lâu rồi đó. Vậy thì chờ Giang một chút xíu nữa để Giang kêu nước nha. Anh ơi. Cho một ly cà phê sữa đá đi. Dạ. Anh Sen khỏe không? Sen vẫn khỏe, còn Giang? Giang hả? Giang khỏe, công việc thì cũng tạm ổn thôi. Ủa mà tí nữa Lâm đi bằng gì tới vậy? Lâm hả? Taxi. Dạo này Lâm giàu lắm. Chờ nước của anh đây. Cảm ơn anh. Dạ. Mà nghĩ cũng lạ ghê. Sao? Tự nhiên hai người đi làm cái nghề đó à? Ở bên đó Sen cũng có đi làm thêm. Vậy hả? Nhưng mà không có được như hai người đâu. Bà làm cái gì? Thì đi làm phục vụ bàn. Ê, chẳng có sao không? Không sao. Biết sao không? Chỉ vì Giang không nghĩ là Hành Sen qua đó du học mà lại đi làm bồi bàn đâu. Thì có sao đâu. Ở bên Canada, du học sinh Việt Nam qua bên đó thì cũng có đi làm phục vụ bàn để mà kiếm thêm thu nhập mà. Ừ, vậy hả? Giang không nghĩ vậy, nghĩ là qua bên đó chắc là sẽ sướng lắm. Ủa, mà sao Lâm đâu quá vậy? Lâm hứa là sẽ tới đó. Nhưng mà
À, hay là mình qua nhà Lâm chờ đi. Cũng được. Vậy đi, tính tiền ha. Ừ. Tính tiền anh ơi. Để dân trả. Cảm ơn anh. Chị ơi, chị dùng gì vậy? Cho vài ly kem. Dạ, kem gì chị? Trời ơi, 2 ly 3 ly cũng được. Dạ. Anh Sen nè. Rắn gì vậy? Tí hồi giải thích sao? Chị ơi, kem này chị. Ủa chị, kem nè mà. Được rồi, lên xe taxi đi. Ủa, chị đi đâu vậy? Chị hẹn với Văn nè. Em mới thấy ảnh đi với chị nào kìa. Có làm sao đâu em. Là sao? Trời ơi, hai người đó dắt nhau về nhà luôn rồi kìa. Đâu có sao. Người đó là... Là gì? Là bạn từ Canada mới về. Bạn gái của Văn đó. Ủa, chứ chị không phải là bạn gái của ảnh hả? Em nghĩ sao vậy em? Thôi chị đi nha. Vậy hả? Bà chủ, có sao không bà chủ? Alo. Sao? Được rồi, tôi về liền. Bác Tài, chạy nhanh về nhà bác Tài. Dạ. Trời ơi, ông ơi, ông lẹ lên đi ông ơi. Ông ơi, ông lẹ lên đi ông ơi. Trời ơi, con ơi. Ông nhanh lên đi. Con ơi, là con. Tôi đây. Ông ơi, lẹ lên đi ông. Con ơi, mở cửa, mở cửa. Ông chủ. Ông ơi, trời ơi, ông sao vậy ông? Trời ơi, ông ơi. Ông có sao không ông? Ào quá vậy. Khổ quá à. Ủa ba. Ba bị gì mà giống ếch quá vậy? Trời, con gái nè. Trời, cứu tôi. Sao vậy nè? Đứng lên ông. Ui. Bà chủ. Bà để ông đi. Biết đâu ông khuyên được cô. Uống ra. Đi bà chủ. Vô phòng đi con. Vô phòng. Sao vậy nè? Alo. Dạ, em lên liền chị. Ủa sếp tổng gọi em hả? Dạ. Mời vào. Dạ, chào tổng giám đốc. Ngồi đi. Dạ. Công ty quyết định thăng chức cho cậu. Thăng chức? Dự án thu hút nhân tài của cậu tôi đã xem qua. Dạ. Và cậu sẽ quản lý dự án này. Dạ. Dạ, cảm ơn tổng giám đốc. Chúc mừng cậu. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn giám đốc. Nè, dạ. Tối nay qua nhà tôi dự tiệc. À, tiệc công ty hả giám đốc? Không, chỉ người thân, gia đình và bạn bè tôi thôi. Dạ.
Chào giám đốc. Dạ, con chào chú. Ừ. Chúc mừng Giang nha, sau này nhớ đừng có đi tụi tôi đó. Chắc chắn là không đi rồi, Giang còn học hỏi mọi người nhiều mà. Bây giờ Giang là ứng cử viên sáng giá nhất của con gái ông Định á. Chọc Giang hoài, Giang còn chưa biết mặt con gái của tổng giám đốc ra sao mà. Trời, Giang giỡn hả? Sao? Giang không biết Hân là con gái của ông Định thiệt sao? Cái gì? Hân? Gì vậy? Sao vậy? Cay quá. Đâu lấy lưỡi đó coi coi. Lấy lưỡi đó coi. Nè. À. Ý, ghê quá. Nè uống nước đi. Ê. Hả? Ăn không? Ừ. Ừ. Ăn. À. À. Được không? Không. Được không? Không. Được không? Ăn. À. Nghe nói là Giang được thăng chức. À, có phòng riêng được phải không? À, thôi đừng nói chuyện đó, Giang không thích. Con gái. Ừ. Ừ. Con gái. Giờ con không muốn nói chuyện với ai hết. Ừ. Vậy thì thôi. Chắc ba gọi điện thoại quỷ cuộc hẹn với cậu Văn quá. Hả? Ba nói gì? Sẵn cuối tuần ba mời cậu Văn tới nhà ăn liên quan với nhà mình. Vậy hả? Sao ba không nói sớm? Ừ. Thiệt tình. Sống thích phải trách nhiệm hả? Không phải. À, Long có biết Hân là con ai không? Ừ. Nói ra té xỉu luôn đó. Ừ? Ai vậy? Hân là con ông Định đó. Ghê lắm nha, hai người á. Hả? Ừ? Thôi đi, không giỡn, Giang nghiêm túc đó. Giang không thích cô bé đó. Nhưng mà thì Văn nghĩ chức trợ lý đó chẳng qua là để Văn gần cô bé đó thôi. Vậy bây giờ Văn tính sao? Thì vẫn bình thường. Bất quá thì nghĩ. Đang nghĩ gì hả? Thì nghĩ từ trước tới giờ á. Sao? Giang đâu có thích ai đâu ha. Ừ. Không biết có bị gì không nữa. Hả? Cái gì? Thôi đi. Ba cái chuyện đó mà giỡn làm gì? Giang thích Lâm á. Hả? Giỡn đó. Hân, đợi một tí đi con, cậu ấy gần tới rồi. Thôi, con vô phòng đây. Ừ. Nè, con. 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 Sao nó lại dám? Thôi, ông đừng gọi nữa. Nó không có tới đâu. Là sao? Ông không biết là Hân quen cậu Văn hả? Cậu Văn á là gia sư của con Hân nhà mình. Mà con Hân á không chịu học hành gì hết. Suốt ngày chỉ rủ cậu ta đi chơi. Mà cậu ta rất là thẳng tính.
cậu bỏ đi về mà không nhận một đồng lương nào hết, mặc dù tôi đưa cả đống tiền. Có chuyện vậy sao? Hèn gì. Alo, em, anh nghe nè. Anh đang làm gì đó? Anh đang ở trong sảnh khách sạn. Em tới nha. Em tới liền. Ừ. Được rồi, anh ra liền. Vậy nha. Sao lại mặt như vậy? Anh nói đi Vũng Tàu với em kia mà. Anh xin lỗi em, tại hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng với hội đồng quản trị tổng công ty. Anh xin lỗi. Hẹn em những gì cần sao nghe. Suốt ngày cứ họp với anh. Vậy mà ông bà em nói anh ngoan ngoãn hiền lành, có thể tin tưởng được. Thôi mà em yêu, anh mới thất hứa có một lần thôi, anh có công việc đột xuất mà. Anh hứa chắc chắn là chủ nhật tuần sau. Anh thích làm gì thì làm. À, dạ con chào chú. Chào chú. Dạ chào chú. Dạ đây là tên và chức vụ của các ứng cử viên. Dạ chú xem giùm con nha. Dạ nhân tiện cho con xin lỗi chuyện tối hôm qua, con không ghé nhà được. Không sao, chỉ là tiệc tùng thôi mà. Dạ con chào chú. Anh Giang. À, chuyện gì em? À, anh đang bận tí xíu. Em tự làm này cho anh nè, anh ăn thử coi có ngon không? Ồ vậy hả? Cảm ơn em nha. Chắc là sẽ ngon lắm. Tất cả mọi người ơi, ngày hôm nay tiểu thư Hân mang bánh đến mời tất cả chúng ta ăn, chia sẻ đi. Bánh hả? Đẹp, nha. Ờ. Mà nè, lỡ mày ăn hết làm sao? Làm sao đó? Không quá hả? Ê, tao nhớ. Mới đây. Mới mở chị thấy sao? Nhìn được không chị? Ê, lại đây tôi nói cho nghe nè. Lại đây. Nè. Gì vậy? Cuộc thi này nha, mấy người phải chuẩn bị cho kỹ nha. Cạnh tranh dữ lắm đó. Nè mọi người, đang bàn tán chuyện gì vậy? Tin vô cùng nóng sốt. Ủa, chuyện gì vậy chị? Hay là em sắp trở thành chủ tịch hội đồng quản trị? Ủa, vũ hội hóa trang lần này công ty mình tổ chức đó, em dự định làm con gì vậy? Em hả? Em sẽ hóa thân trở thành con Pikachu khó tính. Mọi người, vô chỗ ngồi làm đi. Làm không lo làm, cứ lo tám hoài. Nè, cô nương, định nhạo tôi đó hả? Nè mọi người nha, không phải là thành con công con phượng xong rồi hả, quay lại nhạo tôi đâu nghe chưa? Không có đâu. Em nói chị nghe nè, chị cũng may là làm con Pikachu khó tính á, mà mọi người bệnh lên bệnh xuống rồi. Ví dụ như chị mà làm con công con phượng á, ai mà chịu nổi, đúng không? Đúng không mọi người? Đúng rồi. À, tôi có ý kiến như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt con phượng hoàng của phòng mình ra làm đại diện đi. Ai đồng ý chơi đi đâu em? Thôi, đừng có chọn em nha. Thôi được rồi, bây giờ mọi người muốn phòng thiết kế của tụi mình mất mặt thì thôi, cứ chọn em sẽ đi, có sao đâu, đúng nè, không? Nè, chị đã thấy em trên thiết kế rồi. Em mà đi thi, nếu như phòng mình không được giải vàng bạc thì cũng được giải Miss Fashion, đúng không nè? Ai giơ tay ủng hộ? Thôi, đừng có giơ tay mà. Sao mọi người ai cũng ăn hiếp em hết vậy? Nghỉ chơi mọi người luôn. Đó, đi đâu vậy?
Màu này dễ thương hả? Không hợp với tôi. Ê, cái này dễ thương nè. Nó hợp với bà. Nhưng mà có cái bông nè. Khó quá. Cái này đi. Màu này dễ thương nè. Màu này hơi vàng. Trời ơi, tôi công nhận. Tôi ngủ mộ ông Tâm dễ sợ luôn. Sao vậy? Thì bà đi lựa đồ khó như gì vậy? Cái này được không? Đơn giản nè. Không có bông luôn á. Thì cái này đơn giản quá. Ê, mình qua bên kia thử coi. Đi. Ừ. Ví dụ. Hay là bên này. Cái này nha. Nhưng mà em thích màu này hơn. Vậy thì vô thử đi. Em vô thử nha. Ê, kiểu này đẹp nè. Màu này đẹp hơn nè. Tất nhiên là đẹp rồi, hàng của công ty tôi mà. Ở mấy cửa hàng khác á, còn nhiều cái đẹp hơn vậy nữa. Nếu mà bà thích á, thì tôi sẽ thiết kế riêng cho bà. Vừa đẹp á, mà vừa hợp với dáng em. Nhớ đó nha. Nhưng mà bà phải năn nỉ tôi. Bà này, lúc nào cũng bắt tôi năn nỉ mà. Để sao đi. Dễ thương ha. Quá dài phải không? Còn cái này ấy, để giữa cũng được, hay để bên phải cũng được. Anh Đăng, anh thấy bộ này thế nào? Em xoay một vòng xem sao. Vậy em lấy bộ này nha. Cũng được. Ủa, mà anh sao vậy? Anh không có gì. Anh hơi choáng. Vậy chúng ta về luôn nha. Anh chờ chút, em vô thay đồ đó. Mời vô. Dạ chào anh. Ai thiết kế mẫu này vậy? Mẫu này của một người rất đặc biệt. Anh muốn gặp cô bé này không? Một cô bé? Dạ. Em vẫn chơi sao? Dạ không. Em nói thật mà. Khi thiết kế mẫu này cô ta mới 19 tuổi. Giỏi vậy sao? Vậy cô ta chắc là nhà thiết kế tự do. À, không hẳn vậy. À, cô ta hiện nay là đồng nghiệp với em. Chắc tôi phải gặp cô ta quá. Ờ, vậy em giúp anh nha. Ừ. Cảm ơn em. Dạ, dạ chào sếp. À Lâm, sếp mới bên bộ phận dự án nước ngoài muốn gặp em, phó tổng giám đốc. Ủa, gặp em chi ta? Ông ta thắc mắc về mấy bộ sưu tập của ta dành cho thị trường nước ngoài. Ờ khoan, em giúp anh đưa mấy mẫu này cho ông ta luôn. Dạ.
Lâm, lên phòng. Dạ. Dạ, chú chờ con chút, con đem cái này cho phó tổng giám đốc đó. Dạ. Vậy à. Thư. Dạ. Cô cầm mấy thứ này qua phòng cho cậu Nguyên. Dạ. Vậy là xong. Đi cháu. Dạ. Cô Kiều đang chờ mình trên đó. Chị, cái màu xanh này nhìn chưa được hả? Ừ. Nhưng mà em cho cái dây này ngắn hơn một chút, tại vì cái dây kéo này nó thiếu. Dạ. Hả? À, em có một phát thảo mới nè. Ủa? Đâu ta? Em nhớ em để đâu không? Ơ, chết rồi. Lúc nãy vô chị đâu thấy em cầm gì đâu. Ờ, chứ em để quên ở dưới rồi. Thôi để em xuống lấy. Chị chờ em chút xíu nha. Bác chờ con chút xíu. Dạ. Anh Giang. Ừ, sao? Em đem này cho anh nè. Cứ để đó đi. Cảm ơn em nha. Mình đi ăn trưa nha. Cũng được. Bây giờ sắp tới giờ trưa rồi. Chờ tí xíu thôi. Một phút. Ừ. Sao? Hân hả? Hân nè. Ở đây có rất nhiều việc cần phải làm. Chắc là bữa khác mình đi ăn nha em. Anh. Hân nè. Thôi cho anh xin lỗi. Anh có làm gì đâu mà em khóc dữ vậy. Thôi được rồi, mình đi. Anh cười rồi kìa. Thôi được rồi, đi. Ủa, giờ em đi đâu vậy? Chưa gặp phó tổng à? Chưa, em đang đi kiếm đồ nè. Đầu óc dạo này để đâu không à? Hèn chi ông ta nói các mẫu thiết kế của mình thất bại nước ngoài là phải. Ủa, làm sao anh? Ai biết ổng? Ổng nói những mẫu mình thiết kế thất bại 100/1000 gì đó. Vậy mà anh cũng nhìn được nữa hả? Để em vô cho. Vậy em thấy sao? Cũng được đó. Vậy thôi ha, em đi nha. Bye em. Chào em. Chào em xem anh. Lại cái hồ sơ này đi. Cô bé cũng dễ thương quá ha. Chào anh. Sao nay ông kỳ vậy? Có gì đâu mà kỳ. Cái ông ta muốn thì không được. Còn anh thì từ không mà thành có. Là sao? Anh không biết giờ. Chuyện gì? Anh và Hân sẽ là một cặp để nhảy với nhau đó. Cái gì? Sao vậy? Là sao anh không hiểu? Anh có mời cô ta đâu. Ông định nói Giang và Hân sẽ là một cặp. Mà nghe đâu chiều nay phải lên phòng tập để tập với nhau cho khỏi bỡ ngỡ nữa đó. Có chuyện đó nữa hả? Ừ. Trời ơi. Chị cho gọi Kỳ Lâm lên phòng tôi gấp. Tôi có việc cần bàn. Ừ. Alo. Alo, anh Nguyên ơi, có người nhà cần gặp. Người nhà? Dạ. Ok, nói máy cho tôi. Dạ, để em chuyển máy. Chị ơi, anh Đăng Nguyên gặp. Alo. Em đây chứ ai? Sao em không xưng tên? Anh cứ tưởng cô nào chứ. Anh ơi, chiều nay anh đi sinh nhật với em nha. Em sẽ giới thiệu anh với mọi người. Không được rồi. Chiều nay anh mắc hợp đột xuất với tổng giám đốc.
sau lúc nào em có chuyện cần gọi anh thì anh lại nói là có chuyện hợp đồng xuất, hay là anh không muốn gặp em chứ gì? Ai đó, mời vô. Thưa ông, tôi là nhà thiết kế Nguyễn Kỳ Lâm. Tôi đến để trình diện ông ạ. Ủa? Sao có thể xếp nguyên lại là anh vậy? Lâu ngày không gặp, em khỏe không? Anh đầu hàng. Ủa, anh có sao không? Em làm anh trật khớp vai rồi nè. Đâu có sao không? Anh xạo. Lúc nào cũng giỡn hết, thấy ghét quá. Lúc nào cũng vậy, cũng hay hờn hay giỏi như xưa. Thôi mà, cho anh xin lỗi. Không cho. Mà nè, thời gian qua em có hay tới giỏ đường không mà vẫn nhanh nhẹn như xưa vậy? Anh thiệt không ngờ đó. Ừ, thì từ khi vào đại học á thì em đã không tới giỏ đường nữa rồi. Nhưng mà hả, em cũng thường xuyên tập luyện ở nhà lắm. Còn anh á, ui da, đi gì đâu mà biệt tâm biệt tích mấy năm trời không thấy liên lạc gì về hết trơn à. Bây giờ đụng cái, từ đỉnh trời rơi xuống, lại còn xuất hiện cái tên Nguyên nữa chứ. Bây giờ làm sếp của tiểu muội sướng quá ha. Thôi, chuyện của anh dài dòng lắm, từ từ anh sẽ kể cho nghe. Mà nè, có gia đình chưa? Có mấy nhóc rồi? Chứ, anh nghĩ sao mà nói em có gia đình vậy? Câu hỏi của em anh không trả lời, bây giờ còn hỏi ngược lại em nữa. Mà sao em với cậu Văn không vào đại học bách khoa hay ngành y, mà lại thi vào khoa học tự nhiên, rồi lại làm thiết kế thời trang, không có liên quan gì các ngành với nhau hết? Nói chung thì tất cả chỉ là một sự tình cờ thôi. Sự tình cờ thú vị của hai người có cùng sở thích. Em cấm anh đó nha, không có được lạm dụng cái quyền làm sếp của em rồi suy nghĩ lung tung mà. Anh có nói bậy bạ gì đâu. Thôi. Thôi nha. Xin lỗi đúng không? Ừ. Nãy giờ xin lỗi cũng rồi. Không cho, biết phải làm sao đây? Thì làm sao thì anh tự biết. Nhưng mà anh cứ làm đúng cương vị là làm sếp của em hoặc là đại sư huynh của em là được rồi. Ừ, cũng hơi khó đó. Anh hứa đi. Anh xin hứa. Được rồi, vậy bây giờ em đi ra làm việc nha. Ừ. Lâm nè. Nhân danh đại sư huynh, anh xin mời tiểu sư muội chiều nay có một buổi cơm tối. Mừng ngày tao ngộ có được không hả? Nhân danh tiểu sư muội, tiểu muội xin đồng ý. Vậy thì xin chào tạm biệt. Tạm biệt. Bảo trọng. Anh. Nè, bây giờ mình đang cái gì? Anh thì anh muốn ăn gì? Ăn cái gì cũng được. Em phải kiếm cái gì mát ăn mới được.
Tất nhiên bẻo trái nha. Đi ăn đã rồi về. Hả? Đi ăn nữa hả? Thôi, tối rồi, chở em về đi. Thì tối, nên càng phải đi ăn. Em làm việc cả ngày, không ăn uống gì, dễ bệnh lắm. Nghe lời anh đi. Sao anh lúc nào cũng thấy ghét hết vậy? Vậy thì, cái gì của cậu Văn cũng đáng yêu hết đó hả? Anh nói gì vậy? Thôi anh dừng xe cho em đi xuống đi. Thôi, coi như anh chưa nói gì. Em đừng giận nghe. Mày, chết mày. Trời mày chết. Yeah, anh thua rồi. Anh phải tập trung chứ, chị Lam chưa về đâu. Biết rồi nhóc. Cô, ăn trái cây đi tụi con. Cảm ơn cô. Lâm à, chơi game ít thôi, tranh thủ ngủ sớm, mai còn đi học nữa con. Dạ. Ngủ sớm đi. Chơi với anh chán quá, cứ toàn thắng không à. Em đi ngủ đây. Hả? Ê. Dạ. Bỏ anh hả? Em đi ngủ, anh chơi mình đi. Ngủ ngon nhóc. Ủa, cô ngủ rồi hả? Dạ bác. Lâm chưa về. Đúng rồi. Dạ. Rồi, coi Lâm về kia, nó đóng cửa cẩn thận nha. Dạ. Chúc mừng anh đã có một bài gì rất là lý tưởng và một cô bạn gái rất tuyệt vời. Mà sao hình như là em gặp giấy đâu rồi thì phải. Đúng, Lâm đã gặp Thúy Vũ ở cửa hàng thời trang Si. À, em nhớ rồi. Hình như là hôm bữa em đi chung với người bạn của em đúng không? Nhưng mà sao anh không giới thiệu cho em với chị ấy biết mặt vậy? Vì anh sợ em quá bất ngờ sẽ đưa đến một sự hiểu lầm. Bất ngờ? Em hay là chị? Cả hai. Thôi, gần tới nhà em rồi, anh cho em xuống đi. Em về nha. Anh về cẩn thận. Bye bye em, mai gặp lại. Bye bye.